Đúng tôi đây bà mọi người. Đi biển đó bị người ta đánh chết rồi. Nhưng giờ nhà mình nhìn ngán con à. Cái bàn mới cho nó tắm về rửa cho nó đi. Quay lại nha con. Nè. Ăn từ từ đi. Nè. Mở lên xem qua chứ nè. Trời ơi. Chết rồi là gì đó. Bị đi biển nó ra mà bị đánh đó. Ừ. Để dựng ở trước đó đó để thờ rồi quay qua lại rồi cắt cái nhà này rồi mới đem ra hình không có giờ luôn rồi đem về dựng lên thờ trong vòng tháng trước tháng sau rồi nhỏ gái gớt xong đó nhỏ ra hình trên đó gớt xong gớt là té với cái sông với hầm này là ba trong mương cho mấy cái sông này rồi 9 tháng sau là ông già nó bị nhồi máu cơ tim đang ngủ vậy đó rồi cũng ra đi luôn nhồi máu cơ tim hay đột quỵ gì thì mình không biết là ra đi cái im điềm vậy à rồi quay qua quay lại rồi tới cháu Vinh đi biển nữa là cũng bị đánh là cho tới mắt luôn đó. Dạ. Chú ơi chú cho con hỏi là chú thứ mấy vậy chú ha? Thứ 8 là cậu thứ 8 của ông Vinh là anh ruột của cô Út Hạnh này. Dạ. Ừ. Của em. Dạ chú là anh ruột hay là anh. Cậu ruột của em Vinh. Dạ. Anh ruột của mẹ của em Vinh. Ừ. Dạ. Anh thì trong cái câu chuyện của em Vinh là chú là chú có thể chia sẻ một chút không chú? Tại vì con thấy là nguyên dòng họ là ai cũng bức xúc hết trơn chú. Đúng rồi. Cái câu chuyện này thì nói chung ra cũng là bức xúc dữ dằn lắm. Tại vì hôm nào thì trong gia đình cháu Vinh này á thì nói chung ra gia đình một thằng anh trai của Vinh đó thì cũng đi biển cũng mất tích cũng 2 năm nay rồi không có tung tích gì hết rồi còn mình anh cháu Vinh đó thì đi biển là nói chung ra cái anh Châu này nè là ảnh làm cò dẫn dắt đi xuống ghe đó là ăn Tết rồi là ngay ngày mùng 10 tháng Giêng là mới dẫn cháu Vinh này đi xuống ghe mà nói ăn chia là không phải nói ăn chia nói là đi một cái chuyến ghe là 20 triệu hay gì đó rồi là đưa xuống dưới ghe là có gửi về cho mẹ nó là anh Châu đó là gửi về trong thẻ về cho mẹ nó là có 10 triệu thôi là từ đó trở về sau không có đồng bạc nào hết mà mất liên lạc luôn không có liên lạc điện thoại đó mua 7 triệu bạc luôn là thì cũng như là không còn liên lạc gì tới luôn nữa
Rồi cho tới ngày cháu Vinh này về đó, là trước giờ về đó là mẹ của cháu Vinh nó mới nói là điện ngay anh Châu này nè, anh Cò này nè, nói con của chị sao mà đi tới ngày hôm nay chưa thấy về, nó có 3 tháng hoặc ta cho 3 tháng 10 ngày vô thôi, mà cái này tính ra cũng 5 tháng mấy rồi, cũng cả 5 tháng mấy rồi mà không có tin tức gì, mà con của chị không vô nữa. Mà phải chi là cho em liên lạc về với đúng gia đình thì gia đình cũng đỡ. Tại vì ra ngoài nó đâu có cho mình xài điện thoại nữa, cũng như nó bắt buộc mình, cũng như cái này là đi dịch vụ rồi đó. Dạ. Đó. Rồi là nhỏ em nó mới điện, nó mơ nó thấy là con của nó bị đánh bị đập về vậy đó, rồi nó mới mới điện qua ngay chỗ cái anh Châu này nè. Thì anh Châu này kỳ kèo hoài tới ngày đưa cháu về đây đó, là anh Châu anh kêu đi ra ngoài kia, ra ngoài đồn biên phòng rước trở về. Mà lý do gì đây ra Gạch Giá đồn biên phòng thì sát bên đây thôi, thì cháu thường thường hồi đó vợ đi biển tự anh nó về, nó đâu cần phải ai mà đi rước gì đâu, mà anh Châu này anh kêu đi ra rước nữa, cái đó mình không hiểu. Cái đó ra đón là mình ra đón rước à, rồi thành ra khi đó là cỡ bữa đó như vậy là ngay ngày mùng 9 tháng 5 vừa qua đó, là đúng 10 giờ 9 giờ mấy 10 giờ đó, là có một cái anh đó chạy xe, nói tiếng chạy xe ôm chở cháu Vinh vừa giờ tới ngay cửa nhà nè, là nằm một quà quải vậy nè. Đó hai tay thì lòng thòng, hai giò cũng lòng thòng với đất vậy đó. Rồi mẹ của cháu Vinh với người bà ở ngồi trong nhà nè, đàn bà không có hai người, tưởng đâu là con mình nó đi biển giờ chắc nó say rượu hay gì với nhậu bạn bè hay gì đó, say xưa rồi về thôi, mở năm kè kè đỡ xuống thì nằm luôn ở nhà gần đây không chứ, ở bên sông này nè anh. Dạ, dạ. Rồi sao mà mẹ nó thấy mà con mình sao kỳ cục quá trời, rồi tá quạ lên, mà trong khi đưa xuống thì anh đó anh nói chạy xe ôm, rồi nói ăn 300 ngàn, rồi nhỏ em gái nó mới lấy 300 ngàn đưa cho anh xe ôm này, là anh xe ôm này chạy một mất tiêu luôn, là không có nói tiếng từ giả gì hết. Dạ. Đó rồi ở đây rồi thấy tá quạ lên rồi là hung con mà nhớ thấy con. nó như con vậy là con nó trợn trắng rồi, nó không còn biết gì hết trơn á. Dạ. Rồi mẹ nó mới la làng lên, rồi anh của nó là thằng cháu bên sông rồi nó mới chạy qua, nó nói sao mà thấy kỳ cục quá trời, rồi nó hỏi bộ mày bị quánh hay quân hay là bệnh gì, rồi nó không nói năng gì trơn á, rồi hỏi mày bị quánh hay gì. Nó gật đầu gì nè, rồi nó cũng nói chuyện không được, nó hỏi quánh mấy ngày rồi, thằng cháu nó mới hỏi là thằng Quân á đưa ngón tay nè, một ngày hai ngày ba ngày gì đó, rồi thằng kia nó chỉ gật đầu thôi, Vinh á là gật đầu vậy thôi, bốn ngón tay lên vậy, rồi là bốn ngày phải không, cái nó gật đầu, rồi nhờ anh em tá quạ lên rồi mới điện kêu xe là cấp cứu đó chở đi bệnh viện, còn mẹ nó thì ở đây đi điện với báo công an đó, thì nói chung ra ra chở cháu đi là có tôi đi trực tiếp luôn đây. Dạ. Là đi ra thì bác sĩ nói bệnh cháu quá trời nặng rồi, sao mà giờ giấc này mới chở ra. Dạ. Thành ra mình cũng đâu có biết ấp giáp gì đâu, mới chở về cái gột đây mình chở đi liền luôn mà. Dạ. Đó. Rồi thành ra bác sĩ cũng tận tình gắng cố gắng cứu, mà bác sĩ cũng nói cháu này là quá nặng rồi, là trong bộ nội tạng là bị ngoại tử hết tất cả, không còn gì, nhưng mà không có đường nào cứu nổi nữa. Chú có hỏi là bác sĩ là cháu bị bệnh hay là như thế nào không? Thì trong lúc đó thì bác sĩ cũng đã nói là bây giờ cháu nó bị nặng quá nặng, là không biết vấn đề gì, mà trong cái bộ nội tạng của nó là cứ mà bị ngoại tử hết trơn, tim gan gì dập hết trơn đó. Dạ. Đó. Tới hai cái thận cũng là hư luôn. Trời ơi. Đó, bác sĩ nói với em là vậy. Dạ. Tay chân là bị đó, nãy dạ. Cái tay nãy đó bị xiết chối nè, hai bên tay này là bị chảy máu luôn đó, bị ngoại tử hết trơn ngay cái mạch luôn nè, rồi dạ. Tay bên đây là cũng như là cái bộ nội tạng của nó bị ngoại tử hết, là mấy cô bác sĩ đã cho biết vậy đó. Luôn. Rồi lúc đó thì nói chung ra cũng có báo lên tới mấy anh công an huyện, thì có mấy anh công an huyện cũng có xuống trực tiếp ở ngay chỗ bệnh viện, hai anh công an nó xuống, thì tính là trong 7:30 trong đêm đó tính là cháu nó đã mất rồi, thì công an ở đó trực tiếp để nhờ để khám mổ tử thi cho cháu luôn.
đó, thành ra bác sĩ cũng gắng tận tình cứu vớt, là với mấy anh công an nói thôi giờ còn nước còn tát, gắng cố gắng cứu cháu coi như thế nào. Rồi cứu trong đêm đó cũng không có qua được, là tới sáng lại 2 giờ rạng sáng đó là cháu đã mất. Rồi khi mất đó là mấy anh công an cũng có tới mấy anh công an huyện với tới mấy anh công an tỉnh rồi đó, đến đó để mà đưa cháu để khám mổ tử thi đó, mổ tử thi rồi cho đến ngày hôm nay luôn đó cũng chưa có biết kết quả ra sao như thế nào. Dạ. Bên công an, mấy anh công an cũng chưa cho gia đình biết như thế nào. Dạ, dạ chú ơi, mà cho con hỏi thêm ha, là khi mà chú thấy em Vinh về những cái vết thương trên người của em Vinh như vậy đó, chú có cảm nghĩ là em Vinh bị chói hay là bị như thế nào chú? Nói chung ra lúc đó thì tá quạ lên thì chở cháu đi ra kêu thằng thẳng cấp lo cứu cháu mình không à. Cái tay của nó ở chỗ này đó thì nó bị lỡ hết từ đây tới đây một khúc tay, với ở trên gần cổ này cái kiểu cũng như nó phù bầm xanh hết, giống như bị tát đập bị đánh đúng không chú? Dạ. Và cái tay bên kia thì sưng hết luôn. Với tay bên đây thì nó sưng rồi hơn nữa. Tại vì có cái như thế này nữa, lên cái chỗ cứu cấp cháu Vinh lên cái phòng lầu 5 đó đó, là khi cái chỗ đó là cháu Vinh đã mất rồi đó, thì có anh bác sĩ đó nói với cô bác sĩ kia con người ta bị quánh dập cổ hết trơn đó, là nó nói trong cái bệnh viện là bệnh viện bác sĩ nói trực tiếp luôn. Dạ trời ơi đó, con người ta như gì đây nè, bị đánh dập hết trơn đây. Quá vậy đánh. Trời ơi. Đó. Đánh thì tai nhắn, chị phải làm ra cho bằng để em thôi lấy nông bằng để. Với bác sĩ đó cũng có kêu nói với gia đình, nói nếu mà cái câu chuyện này gắng cố gắng và gia đình làm cho ra lẽ ra chuyện để trừng trị mấy cái người này để sau này nó không có còn để mà gia đình người ta đi biển đi giả này kia nọ đó, đừng có để cho nó ngoan cố nó làm tiếp tục như vậy nữa, đau khổ gia đình người ta. Nó kêu anh với chị gắng về cố gắng làm cho ra lẽ ví dụ này đó. Yeah. Bác sĩ còn căn dặn gì đó. Yeah. Thì trong cái khoảng thời gian mà đưa em Vinh đi tới chú, thì chú lúc đó chú cũng đi theo đúng không chú? Không, chạy xe Honda sau lưng, tại vì nhà của anh thì cách đây cũng đường này. Yeah. Đó, cho xe cấp cứu thì chở đi trước rồi anh chạy xe Honda theo đằng sau. Yeah. Đó, thì ở đây thông báo lên là anh chạy theo vậy đó. Yeah. Đó. Nhưng mà khi mà mình chỉ là hỏi cháu mình được có vài câu như vậy đúng không chú? Hỏi mà nó không có trả lời. Tại vì lúc đó không có trả lời, không còn sức để nói chuyện thôi. Không, nó chỉ gật đầu với Gani gật đầu vậy thôi, gọi là từ đó chơi sao hết biết luôn đó. Dạ. Nói chung ra chở ra tới bệnh viện thì bác sĩ nói là bó tay rồi, cả như đây là chết rồi đó. Mình chở ra ngoài này thì cũng như là còn nước còn tát vậy thôi. Dạ. Bác sĩ cũng nói cho biết như vậy. Dạ, nhưng mình khi mà những khán giả cũng như những cô chú anh chị xem được cái câu chuyện này á, thì xót xa nhất là khi mà mẹ đưa con đi á, thì con rất là mạnh khỏe. Đúng rồi. Và khi là đưa cháu về là giống như là một cái quan tài về vậy thôi. Dạ, thật sự mà nói nhìn như rất là đau khổ. Yeah. Nói chung ra thấy trong cái hoàn cảnh này nhỏ em gái, nói chung ra chồng chỉ có trên dưới 2 năm thôi mà ba người đã mất mát hy sinh, còn một người con lớn thì đã mất tích không biết thông tích giờ chắc này ở đâu. Rất là đau khổ. Nhưng mà cuối cùng lại còn lọc lờ lại còn có một thằng con 12 tuổi, thằng trai đó nó lại bị bẩm sinh và chắc này không biết nói chuyện, đi tiêu tiện gì này kia nọ là chỉ dẫn dắt mà đi thôi. Dạ. Ăn là phải nghiền từ hộp cơm mà đút cho nó. Dạ. Gì thấy đáng. Dạ, rất mà phải khổ. Chi mình bệnh mắt thì mình không đúng có rồi. Nói đúng không chú? Đúng. Còn cái này là một cái câu chuyện gọi là mình cũng chưa có xác định được là như thế nào, nhưng mà những cái vết thương trên người của em Vinh thì tất cả mọi người nhìn vô thì đều có thể xác định được là em bị tác động vật lý ở ngoài biển rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Theo mình nghĩ
cháu Vinh này thì cái ngoài chủ ghe bữa hôm nào chỉnh là qua bữa hôm sau đó là đưa cho là cháu Vinh đi ra nghĩa trang ngoài đó, thì có cái anh đó ảnh vô ảnh nói là ảnh chia sẻ ảnh gửi cho 20 triệu cho ảnh gái là cái người là như thế nào, là anh đó ảnh nói là ảnh gửi của chủ ghe, là thay mặt chủ ghe ha, gửi mà thay mặt chủ ghe là vô gửi cho 20 triệu để mà tiếp cho gia đình vậy đó. Rồi ở đây anh em cũng không có dám nhận, thật sự không dám nhận, nếu mà khi nhận cái số 20 triệu này thì cũng nhờ tới anh em cơ quan công an tới chứng kiến chứ mình cũng không biết chuyện gì đó. Rồi ở đây cũng có nhờ mấy anh công an bên là cho trên huyện, mà ở trên huyện thì xuống đây cũng hơi xa, cũng có điện về trực tiếp ở cơ quan xã ở đây cũng gần, xã Miếp Sơn nè, là chạy qua kịp thời. Nhưng mà trước giờ là đang nói chuyện với anh đó, ảnh nói gửi chú ghe đó, thì ở đây cũng muốn cái thằng Châu anh cò cò đó đó là điện anh đó qua đây để mà đầu mặt với anh chủ ghe này coi ra sao. Thì trong khi điện anh chủ anh cò đó đó ảnh qua, thì mới vừa qua thì thật sự anh chủ ghe này đó ảnh cũng nói là ảnh không biết cái anh Châu này nữa đó. Rồi ảnh cũng kể lúc ảnh lại anh ngồi đó là không phải là đi ra một cuốc 3 tháng mà ghe của ảnh đi không phải một cuốc 3 tháng mà 20-25 triệu này đâu đó, hợp đồng nếu mà đi trong đoàn ghe của ảnh là quánh ăn chia. Yeah. Đó, còn anh Châu thì đưa cháu Vinh này đi thì nó quánh 3 tháng vô lấy 20 triệu hay gì đó. Yeah. Đó là bởi vì gia đình mới bức xúc mới điện anh Châu đó qua giáp mặt ra như thế nào đó, thì qua thì mới anh Châu mới vừa qua chút xíu thì mấy anh công an xã vừa qua tới gặp, rồi là anh hỏi Châu hả Châu, mày hả Châu, là mấy anh công an. Dạ. Đó là rồi là trong lúc đó là thấy anh Châu này mặt mày cũng tái nhát hết trơn đó, thật sự là gì, rồi là hai anh công an này mời hai anh này đi luôn, mà anh Châu với cái anh nói chủ ghe đó về bên cơ quan làm việc, là chưa có thể hỏi được sâu, chưa hỏi vấn đề đó. Đó mới vừa gặp mặt nhau thì hai anh công an xã Miền Sơn là mời đi về bên xã bên làm việc luôn. Vậy là cái anh thay mặt chủ ghe này nói chiếc ghe của mình đi là ăn chia. Ăn chia. Đi ăn chia là bao lâu vô cũng được. À. Mà ăn chia. À. Còn bên đây thì cái người mà dẫn lính dịch vụ này nè. Nói là đi 3 tháng. 3 tháng vô. Vô 20 triệu. Mà khi đưa cho anh Châu này anh nói là xuống ghe đi là tài công hết chú ghe rồi đó. Gửi cho 20 triệu, thì mới giờ đi đó là bữa trước bữa sau thì anh Châu này gửi qua cho mẹ của Vinh có 10 triệu là mất liên lạc luôn, nó chỉ có 10 triệu thôi, không có liên lạc được, là không có liên lạc gì nữa, không điện thoại gì được, không liên lạc được. Xuống cũng như là nó lấy điện thoại mình nó không cho liên lạc về nhà này kia nọ đó. Dạ. Từ lúc giờ là không có liên lạc với mẹ cuộc điện thoại nào luôn, còn chỉ gọi được có một cuộc thôi, mẹ ơi thằng Châu nó bán con rồi nghe mẹ, chuyến này nè thằng Châu nó về nó có chuyện với con, nó ủa bán sao nào vậy, mình cũng đâu biết chịu bán gì đâu. Yeah. Nó nói mẹ ơi nó lừa con, chuyến này nè thằng Châu nó về nó mệt với con mà mẹ, nó ủa sao con kêu bằng cậu Châu, bữa nay con kêu bằng thằng Châu. Nó nói để nữa con về con kể cho mẹ nghe, thì nói chưa được 2 phút con là không liên lạc được với nó luôn. Nó cũng như là nó bán bạn đó. Là và cái cuộc điện thoại đó là bao lâu là em Vinh vô cô? Thì cũng như mới vừa đi ra. Rồi cái mấy 3-4 bữa sau đó là thằng Châu nó mới bắn tiền cho tôi. Dạ. Đó mà tôi điện thằng Vinh không có được. Rồi sau lúc mà gửi tiền và liên lạc với lại bên phía cái người dẫn cò này nè. Thằng dẫn cò đó nó bắn tiền cho tôi. Dạ, nhưng mà cô không cho có, con tôi không cô, được mà. Không hỏi sâu vô hết cô hỏi tại sao mà con tôi là điện đó, liên lạc nói như vậy. Đó, nó nói về đi ra ngoài khơi vậy chị ơi. Không có sống mấy nói gì không có sống mà tôi còn nói nó nè, thằng nếu hồi đó nó đi biển đi mấy ngày á, mấy điện mấy còn điện được, trừ ra nó ra mù ngoài đảo khơi luôn. Là ra ngoài mù ngoài kia mới không liên lạc được, mà nếu nó vô hòn á là mấy liên lạc được. Dạ. Yeah.
mà nó mới đi có chừng 3-4 tiếng. Để cho tính ra hôm mùng 10 tháng Giêng thì bữa đó anh chủ ghe nói thì rõ ràng là ngày 11 đó là tại vì anh chủ ghe nói là tài có điện ra hỏi tài công hay gì đó. Cái vụ án này là ra hỏi tài công thì là ngay ngày 11 tháng Giêng đi là ghe xuống ghe đi luôn đó, ghe chạy đó. Bởi vì ngày mùng 10 là nó đi ở đây là đi theo châu đó là ngày 11 là ghe chạy. Bữa đó anh chủ ghe đó anh nói gọi gần. Dạ thì như theo như con được biết á, thì nếu mà lính dịch vụ á, là đi 3 tháng 10 ngày vô. Và cho mượn 20 triệu. Trong cái số tiền 20 triệu, ví dụ như mình mua chi phí là mình mua ên cũng được. Thì đó mình đa số mua... là cái người dẫn lính đi á, người ta mua cho mình. Còn cái này là cũng như nó ứng tiền về cho mình là mình mua quyền của mình đó. Dạ. Đó vậy đó. Cũng có rất nhiều trường hợp là ứng tiền giờ đi ra ghe xong vô rồi là điện không liên lạc được luôn. Cũng có rất nhiều. Đây là gần đây bên sông này nè, là con của anh Chí nè, là đi tính ra cũng hơn hai năm nay mất tích luôn đó. Cũng ở đây cũng có giống như có ở đây nè, cũng có mất tích luôn. Là chồng tôi chết 1 tháng mấy là thằng đó mới đi ghe tới giờ luôn đó. Là mất tiêu luôn đó. Nghe lời bạn đi hay gì? Thì đó nghe lời. Rồi có một thằng cháu ở bên Tân Hội 10 mấy năm nay là không có biết tung tích luôn đó. Mà chú cho con hỏi như thế này nè. Ở đây xảy ra nhiều cái vụ việc như vậy thì sao mình giống như mình? Bởi vì mình chủ quan như vậy đó. Nói chung ra là nó đổ chút là mình phóng qua ghe này ghe nọ, mình không có nắm được cái thằng cò dẫn dắt đi đó. Mà rồi có khi nắm ngay thằng cò, rồi thì thằng cò nó nói là xuống ghe đó đi, rồi nói mình phóng qua đảo, lên đảo này đảo nọ, hoặc phóng qua ghe này ghe nọ, nó quánh con cháu mình chết rồi nó đổ chút nói vậy đó. Là ai làm gì nó đây? Nhầm khi nó cũng có nói có thể nói là nhảy biển mọi thứ đó, đủ thứ. Nhờ cái xác của cháu đem về được như gì thì cũng may mắn lắm rồi đó. Không, giống như là một cái lời mình chia sẻ lên, thứ nhất là lấy lại sự công bằng cho em Vinh. Đúng rồi. Thứ hai nữa là giống như là một cái lời cảnh tỉnh để cho tất cả những anh em có đi ghe hoặc là đi lính. Đúng rồi, bởi vì tôi cũng xin nói như thế này. Đây cái hoàn cảnh trong gia đình của đứa cháu như thế này đây. Rồi mình nói cảnh giác lên tất cả anh em, chia sẻ lên cộng đồng mạng. Mai sau mốt nọ mình nghèo khổ gì đó, mình có đi biển gì đó, mình phải đi nắm gõ ngay ra nguồn gốc chủ ghe đưa mình xuống ghe đi, là cái đó là dứt phát là không có chuyện gì xảy ra hết. Đó, dầu tài công nó có bán mình qua ghe khác cũng là ông chủ ghe này, mình cũng phải nắm ông chủ ghe cũng phải có trách nhiệm, chứ đừng có đi nghe lời bạn bè dẫn dắt giới thiệu này kia nọ, đi qua môi giới cũng như là nó đi dịch vụ đó, là nó đi bán mình, nó lấy cái đồng tiền ở trong bờ nó ăn, chứ mình đi ra ngoài mằng tới chết luôn nó chưa cho mình vô nữa. Thì con nói cái này nè, là khi mà giống như con cũng đã từng được cái giống như mình đã từng đi ghe rồi thì con chia sẻ ha. Là khi mà xuống á thì con nghĩ thế này, là chủ ghe là đã giao toàn quyền cho tài công hết. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ lính hoặc là đúng, tiền bạc được cho tài công hết. Đúng. Nếu mà mình ở đây thì khác, còn ví dụ như những anh em bên miền Trung vô rồi chứ. Bên Đắk Lắk, Đắk Nông xuống đó. Đó thì xuống đây thì đâu có biết trời đâu có biết gì đâu. Dạ. Đúng rồi. Thì bởi vậy xảy ra nhiều cái câu chuyện như vậy, điển hình như là cái câu chuyện của em Vinh đây nè. Thì mình cũng gọi là cảnh tỉnh thôi chú ạ. Đúng rồi. Để cho anh em là ngư phủ sau này đó, mình đi biển đâu đó thì mình phải cảnh giác cái điều này. Nói chung ra vấn đề này cũng xảy ra cũng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nó lừa đảo, nó gạt, nó bán mình không. Đó. Thành ra cũng chia sẻ lên anh em cộng đồng mạng sau này là chia sẻ mạnh lên, để anh em nào có đi biển đó cũng phải cảnh giác cái điều này. Mình phải đi mình nắm ngay cái nguồn gốc đó, nói chung ra ngay cái nguồn gốc chủ ghe này kia nọ hoặc tài công chủ ghe rồi đó, là cái đó an toàn hơn đấy nghe anh em. Còn đừng có đi qua môi giới cái người ở trên bờ mà nó hướng dẫn dắt mình đi xuống ghe, nó giới thiệu ghe này ghe nọ rồi đó, đừng có tin tưởng nó. Đó là cái đó nó đi bán mình không xuống ghe đó, ở trên bờ cái nó
nó lấy tiền chia mình, con em mình ở dưới biển á, làm muốn chết luôn đó, rồi nó đâu cho vô bờ là đâu có được, nó tối ngày ngoài khơi không ạ. Giống như là khi mà mình đi xuống ghe rồi thì nghe cái lời, những cái lời nói của những cái anh này nói là đi một tháng được 20-30 triệu tiền chia, tiền cho mượn gì đó, thì chỉ là tin vào cái lời của anh này thôi. Đúng rồi. Dạ. Còn cái chuyện của anh là nói chuyện với thầy Cân là một cái chuyện, câu chuyện khác hoàn toàn. Đúng rồi. Đã. Dạ, nó không giống nhau. Dạ. Đúng rồi. Rồi thành ra mình mai mơ sau mốt nọ đó, con em mình có ai ra đó, anh em nào đi ngư phủ đó, là khi xuống ghe rồi mình phải là cảnh giác điều này. Mình đi là phải đi ngay chủ ghe. Dạ. Đó, hoặc là anh tài công chấp nhận thừa nhận bảo lãnh cho con mình đi. Đó là cái chuyện đó là an toàn, chứ đừng có tin tưởng cho mấy cái anh cò trên bờ mà hướng dẫn chỉ mình đi ghe này ghe nọ. Dạ. Đó thì mấy ông người đó là chuyên gia là môi giới đó, bán mình xuống biển không đó. Dạ. Mình không đi làm á thì ở ngoài nó quánh. Dạ. Nó quánh tới chết rồi nó thảy xuống biển luôn. Đúng rồi mày. Nó đổ chút con mà em mình té xong biển mất tích này kia nọ, hay là phóng qua ghe này ghe nọ đi. Dạ. Đó, rồi cái đó làm sao? Dạ thì con chia sẻ với chú một cái câu chuyện nhỏ của con đã từng đi ghe thôi. Tức là cũng có nhiều anh em lính dịch vụ xuống ghe đi, ghe tới ngoài rồi thấy cái công việc làm không có đúng như là những cái lời mà nói của những cái anh này. Thì đòi gian vô thì tài công nói đó, nếu mà muốn gian vô thì trả đúng cái số tiền ở dưới ghe đi. Thì mấy anh này nói thì tôi đã liên lạc với gia đình, là điện thoại bằng vệ tinh đó chú, ông ngoại không có sẵn đâu. Đúng rồi. Còn điện thoại vệ tinh á, liên lạc về thì những ai mà có tiền gửi xuống cho bên cái nhóm tài công. Tại vì cái tiền mà cò nó lãnh thì nó không có đưa lại đâu. Đúng rồi. Còn cái tiền khác gửi cho tài công á, tài công ấy lại mới cho mà gian vô. Mà khi gian vô á thì mấy thằng lính nó nói con xin chú khi mà con gian vô thì chú đừng có liên lạc với lại mấy cái anh cò này giùm con. Tại vì không là đón ở ngay chỗ cái cửa vào một cửa biển gì đó vô là gặp. Đó thì bởi vậy là về là tóm lại là lấy tiền hết rồi. Thì chính cái người lính này xuất cái tiền nhà đúng cái số tiền của mình đó để chuộc cái thân của mình ra. Đúng rồi. Dạ, một cái câu chuyện gọi là mình trải nghiệm rồi là mình mới biết được cái câu chuyện. Con kể cho chú nghe cái vụ mà con. Dạ thì con cũng xin cảm ơn chú đã giống như mình bức xúc cái vụ việc của cháu mình như vậy hả chú ạ? Chỉ có cái cho tôi xin nói như thế này, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ lên cho thật là nhiều, lên những cái chuyện câu chuyện vừa qua của gia đình của em gái đó. Rồi với có cái cũng nhờ anh em công an pháp lý để mà vào cuộc, để mà làm cho sáng tỏ ra sự việc này, lấy sự công bằng để lấy sự công bằng cho cháu. Rồi và hơn nữa cảnh cáo mấy cái thằng mà nó có cái tư cách là côn đồ kiểu này, có cái giả mang kiểu này, thì trừng trị nó để mà tránh khỏi sau này bà con anh em nghèo khổ đi ngư biển này nè, rồi tránh sự đau khổ cho gia đình người ta. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ con cũng xin cảm ơn chú rất là nhiều hơn chú nha. Dạ, xin cảm ơn cô nha.